đoàn công viên Nguyễn Thu Trang, đoàn công an các tập đoàn, đặt Kiều Thịnh Ly, đoàn công an các bản tay, đặt đoàn Nguyễn Cô Thư Thảo. Các trọng tài viên giải đấu bắt đầu. Để đầu tiên cho trọng tài Thảo Dương Thế Quan của mình. Với số điểm 10, có phóng viên Bắc Thảo, hai đoàn Hà Nội, Hà Nội.